vô thường đến. Phật truyền di giáo lai a nan, văn ngài ca diếp đi truyền đạo. Bây giờ tăng chúng đau buồn khóc, ngài khuyên đừng khổ đau nhiều thế, vì đời sanh tử lẽ đương nhiên, đó là chân lý vô thường vậy. Các người không khóc gì như lại. Nam Niết Bàn Thế Tôn lúc ngài tròn 80, yêu già thân trời với người chim bay như là thời gian rằm tháng hai ngày ấy trả tì thân thế thành cầu thi xa lời chia tám cho vừa điều pháp màu chân lý luôn truyền mãi. Tại sao rằm tháng giêng ngày ấy nghĩa là viên mãn của Như Lai? Mỗi người xem giới như là Phật, như giống hàng cây. Trong khi ấy nằm im thế nghị, ngày niết bàn khung cảnh lặng yên, trời với người chim bay như là thời gian rằm tháng hai ngày ấy trả tì cầu thi xa lời chia tám cho vừa điều.